Mình là chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là mùng 1 Tết, thì theo cái phong tục và cái truyền thống của gia đình mình thì cứ ngày mùng 1 là tập trung tại nhà bố đẻ làm ông nội đấy. Thì hôm nay cũng như mọi năm thôi, thì mấy anh em thì tụ tập trong này và bưng cái mâm lên cúng tổ tiên, và mình sẽ vào trong này quay cho tất cả các bạn xem cái mâm cúng truyền thống của bọn gia tộc nhà mình như nào nhá. Rồi mời các bạn cùng vào theo mình nhá. Này, hai ba này, cầm đi đặt nha. Đúng là mâm Tết các con cháu đông mấy bà vì cái lần nặng quá nó xuống vì nó một chặng đấy, hai chặng mới đến, phải hai chặng mới đến tổ tiên đấy. Đó, ông là người cúng. Đó, mâm mà cúng Tết của nhà mình như thế giờ ông là bắt đầu tiến hành cúng. Bỏ vào túi con đi, tí nữa bảo khâu à. Mai này, đấy là. Tam phát chân đi đây. Nửa rồi, phát chân. Đó, nhà mình chuẩn bị cúng rồi nha. Ông đang soạn đồ lễ đó để cúng. Thì cái phong tục nhà mình thì có hai mâm để cúng ông bà tổ tiên. Và mình sẽ cho mọi người xem có những gì nhá. Đây, đấy cái mâm truyền thống của nhà mình như thế này thôi. Hai mâm nhá, mâm bên kia cũng cúng cúng tiểu thế thôi. Còn bên đây thì có một ủ dầu cân này. Ông cúng mời thủ tiên. Ông sẽ đọc bài đó, trong lúc chờ đợi ông cúng thì bà con các cháu sẽ được chia lộc, được mừng tuổi. Chi chấp mưa phong loại chi trời mưa phong qua lúc bắt tha lắm mượn du tình trong phong mày múc nắng đăng phục lại thi phu khoang nắng nhẹ du tình phong phẳng phẳng dị dung dinh lắm hương châu lò phong châu lộc xiêng lúc hồn chết chân lấy mà tên đi đục chưa phục trên ha chân lấy mà tên đi tên trong khi đại dung chưa non bưng nỉ chế lúc chân bạc ha lắm mương buôn quân mương phả lắm mu xả kim tan lắm càng ngày kim khấu lắm cô cậu ở bông tây mơ từng hương tây hương lắm của đồng tây mơ dầm lai ao đường tây tây mơ dầm bao chế lắm mương có lấy mà xuân lắm có lấy mà tên đi đục Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở đây mùng mình kêu hưa thầy kinh ở chân nông âu chiến trường mưa lúc khi tên hớ rung trường mưa lúc ốc tên mà phân lơ nổi trên nắng nông sơ cuông phân lơ rung thì nông sơ nốt ở nông ốc tay chiến mục lây lại càng lăng chính là sở mắn lây không phục ốc tay phân khăn con khăn lâm giao xeo lại xong xuống chúng lắm chăng ngày tên trong kinh tên dê kề ấy nói tên trên trong quân trận mà sơ ngày chiêu tên có tin mà chẳng có phục vụ lát rất vụ liền tiền quân đi cũng ngầm cầm vụ tháng mà người ta tiên tục cầm vụ quân ngày nhắc bay đi bầu mặt 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 bay đi thay thay đi lên đây nay đây là tay những cái hậu đây hiếp lúc chân hồng đau tay lắm hai tay một mày sống cao ơi tay đang còn yêu ha tay kháng tay u lên cái cùn tay tính sân đường hàm tay tính chẳng đến hốc khôn tay năm là một câu hứa tay năm là nó câu dinh hiếp thì chúng lắm có lấy mà tên đi lục thiên phục thiên hạ chê chúng chào chẳng lấy mà khấu tục mà ngày nhằm tay mì bầu tục mà khấu nhằm tay mì thai lấy tí chẳng lấy lại lấy bài chẳng lấy hổng lấy hiếp cho lòng có tay mưa sát trăm cỏ vườn lũng tí na sát trăm giao tí thi bố nhà mình vẫn đang còn cúng và mời tổ tiên. Bài cúng của ông thì còn khá dài. Thì sau khi cúng thì rót rượu mời sẽ mời các bậc gia tiên về chứng giám. Biển chưa phơ lên có vấn ai nhà cai thấy phơ lên có mình móng thục lắm nữa có lấy kinh kè cái lâu bắt cháu được có lấy chi kè tôi còn cái nữa bên đó thì cái nữa thì có thóc phải để có nhiều lùng các món cây là mấy nhà góc tôm các món để cúng ngày Tết thì cũng đơn giản này thôi thì có đây là bánh bánh ít này bánh ít này cái này là họ mọc này móc này mọc đấy được mọc cá cá nướng này thịt gà này canh và các thứ thì cũng giống như kiểu người Kinh thôi bố nhà mình đang cúng bằng tiếng Thái nhá và một cái không thể thiếu được là rượu cần ho quá rượu cần đấy. Cái món cá nướng là không thể thiếu được của người Thái này. Bánh này, bánh lam này, gừng này và một cái đau trầu mời mưa trên ngũ luôn thì ấy khen chỉ mua hơn bài mua luôn mà khỏe à đây là chú út nhà mình nha đang đang cắt món trâu của Hoa Ban Phú con ngõ con theo cả con mò há theo khai viên sang ca học tấn miếng hú trồng nướng khấu bằng ai hối thu tí cùn nâu khuyên ban tí đây ngày đây ngày cái khấu chiên miếng không mà ngày chiên nay không mà khấu coi nhân đang học ông đây lắm chúng ta và con du dùng miếng khấu cang cao lồng khấu và chúng ta tao tí chiên chào lớn xin hiệp có mà ngài xin ai có mà khấu chân ngọc có tay con heo